Các du khách ở vườn thú London, Anh mới đây đã vô cùng hoảng hốt khi một con khỉ đột tại đây bỗng nhiên sổng chuồng. Con khỉ đột 18 tuổi tên là Kumuka đã bị bắt lại sau khi người ta bắn thuốc mê vào nó. Theo lời nhân chứng, con khỉ đột đã khiến các vị khách tham quan vườn thú hết sức hoảng loạn. Chúng tôi đang ở một quán cà phê trong vườn thú và tôi nhận ra có điều gì đó không ổn khi tôi cố gắng ra ngoài và họ nói tôi không thể ra được. Họ bắt đầu khóa hết các cửa, chúng tôi có thể nghe thấy âm thanh báo động. Tuy nhiên, vẫn có các vị khách cho biết họ sẽ không vì sự cố này mà không đến vườn thú nữa. Tôi nghĩ họ sẽ không mở cửa vườn thú khi nó không an toàn cho chúng tôi. Tôi khá tự tin rằng chúng tôi ổn. Hồi đầu năm nay, một con khỉ đột tên là Harambe đã trở thành tâm điểm gây xôn xao dư luận khi nó bị bắn chết tại vườn thú Cincinnati, Mỹ, sau khi người ta cho rằng nó gây nguy hiểm cho một em bé 3 tuổi bị rơi vào trong chuồng của nó.